Cô xin chào các em học sinh lớp 9 đã đến với môn học ngữ văn tiết học online. Trước tiên, chúng ta sẽ củng cố kiến thức về các thành phần biệt lập. Thế nào là thành phần biệt lập và kể tên nêu tác dụng các thành phần biệt lập đã học. Như vậy, thành phần biệt lập là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Đây là kiến thức cũ các em đã học rồi ha. Và các thành phần biệt lập đã học thì gồm có hai thành phần, đó là thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói, vui, buồn, mừng, giận. Vậy ngoài hai thành phần biệt lập ấy thì còn các thành phần biệt lập nào? Ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết tiếng Việt các thành phần biệt lập tiếp theo hôm nay. Đầu tiên, ta sẽ đi vào phần thứ nhất, thành phần gọi đáp. Các em đọc các đoạn trích sau đây và cho biết từ được in đỏ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp, từ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại và từ nào được dùng để duy trì cuộc thoại. A. À, này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rác thế không? B. Các ông các bà ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống chọn hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Ở trong đoạn A có từ in đỏ là này, trong đoạn B có từ thưa ông. Và từ này chính là từ được dùng để gọi, để tạo lập cuộc thoại. Còn thưa ông là từ dùng để đáp, để duy trì cuộc thoại. Và từ đây, ta có thể rút ra được ghi nhớ thành phần gọi đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp. Chúng ta sang mục thứ hai, thành phần phụ chú. Đọc các câu sau đây và trả lời câu hỏi. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh và cũng là đứa con duy nhất của anh chưa đầy một tuổi. Trích chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Nếu ta lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc các câu có thay đổi hay không? Vì sao? Các em nhìn thấy, nếu đi lược bỏ đi các từ ngữ in đậm thì câu sẽ còn. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh chưa đầy một tuổi. Như vậy, nghĩa sự việc của câu sẽ không thay đổi bởi nội dung chính vẫn được đảm bảo. Vậy thành phần in đậm trong câu bên trên có tác dụng gì? Được dùng để chú thích cho cụm từ nào? Thì ta thấy thành phần in đậm đó được dùng để chú thích cho cụm từ đứa con gái đầu lòng của anh, giúp câu rõ nghĩa hơn. Tương tự như vậy, đọc câu B và trả lời câu hỏi. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm, trích lão hạt của Nam Cao. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm nghĩa sự việc, các câu có thay đổi hay không? Vì sao? Thì ta sẽ thấy nội dung câu sẽ còn. Lão không hiểu tôi và tôi càng buồn lắm. Như vậy, nghĩa sự việc của câu sẽ không thay đổi bởi nội dung chính vẫn được đảm bảo. Vậy thành phần in đậm ở câu trên có tác dụng gì? Nó chú thích cho cụm từ nào? Thì thành phần in đậm ấy có tác dụng chú thích cho cụm từ lão không hiểu tôi, giúp câu rõ nghĩa hơn. Và các cái thành phần in đậm như vậy trong câu người ta gọi là thành phần phụ chú. Vậy thì từ hai ví dụ này, em có nhận xét gì về vị trí của thành phần phụ chú trong câu? Chúng tách biệt với nòng cốt câu bởi phương tiện nào? Ta thấy câu A, thành phần phụ chú được tách biệt với nòng cốt câu bởi một dấu gạch ngang và một dấu phẩy. Còn ở câu B, thành phần phụ chú được tách biệt với nòng cốt câu bởi hai dấu phẩy. Cho nên ta có thể kết luận thành phần phụ chú thì thường đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm. Như vậy thì ta có thể kết luận phần ghi nhớ về thành phần phụ chú có hai nội dung. Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Và thành phần phụ chú thì thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm. Thì sau khi tìm hiểu, ta có thể khái quát lại nội dung bài học của chúng ta gồm có hai đơn vị kiến thức, đó là thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú, như đã tìm hiểu. Và để khắc ghi
nội dung kiến thức một cách sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần hai la mã, đó là phần luyện tập. Bài tập số 1. Tìm thành phần gọi đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp, quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì, trên dưới hay ngang hàng, thân hay sơ. Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn trích. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thóc sương, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà, cháu ăn lấy vài hút cái đã, nhìn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. Trích tắt đèn của cô tức tố. Thì trong đoạn trích này, ta thấy rõ ràng có từ này và từ vâng, đó chính là thành phần gọi đáp. Và từ này thì dùng để gọi, và từ vâng được dùng để đáp. Và quan hệ giữa người gọi và người đáp chính là quan hệ trên dưới và là quan hệ thân mật. Bài tập số 2. Tìm thành phần gọi đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Ta thấy thành phần gọi đáp trong câu ca dao đó chính là từ bầu ơi. Đây là lời gọi hướng tới mọi người nói chung. Và câu ca dao khuyên những người trong một nước nên vì quyền lợi chung mà đoàn kết với nhau. Sau đây cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 3. Tìm thành phần phụ chúng trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì. Cô sẽ hướng dẫn các em một câu A và các em sẽ thực hiện các câu còn lại tương tự. A. Chúng tôi, mọi người, kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Trích chiếc lược ngạ của Nguyễn Quang Sáng. Thì nhìn vào câu A này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy thành phần phụ chú được tách biệt với nòng cốt câu bởi một dấu gạch ngang và một dấu phẩy. Vì vậy, thành phần phụ chú chính là kể cả anh. Và thành phần phụ chú này nhằm giải thích cho các cụm từ mọi người. Đoạn B, các em thực hiện tương tự như đoạn A. Giáo dục tức là giải phóng, nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lý. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này, các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em chúng ta để lại cho thế giới ấy. Trích giáo dục chìa khóa của tương lai của Federico Mello. Nhìn vào đoạn trích, các em xác định thành phần phụ chú bởi phương tiện cách biệt giữa thành phần phụ chú với nòng cốt câu, tương tự như ở đoạn A. Các em thực hiện đoạn C cũng tương tự như vậy. Đây là một đoạn trích từ chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của Vũ Khoa. Bước vào thế kỷ mới, muốn sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì câu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ, những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. Các em tự thực hiện như bài tập A đã hướng dẫn. Đoạn D, cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi, trích quê hương của Giang Nam. Các em cũng thực hiện tương tự như bài tập A đã hướng dẫn. Bài 4. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú. Để làm được bài tập này thì các em phải dựa vào kiến thức đã ôn ở tiết trước về cách viết đoạn văn nghị luận, cũng như vận dụng kiến thức về thành phần phụ chú vừa được học để mà thực hiện bài tập này. Bài tập này các em tự rèn luyện và thực hiện ở nhà và các em vào làm vào vở bài tập cho cô. Và sau khi chúng ta đã học thêm hai thành phần biệt lập ở tiết này, thì các em có thể khái quát lại nội dung về các thành phần biệt lập bằng sơ đồ tư duy sau. Chúng ta đã được học thành phần biệt lập tình thái. Đó là thành phần thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và chúng ta cũng được học thành phần biệt lập cảm thán. Đó là thành phần bộc lộ tâm lý của người nói. Và một thành phần biệt lập vừa được học, đó là thành phần gọi đáp, là thành phần tạo lập duy trì quan hệ giao tiếp. Và một thành phần biệt lập cũng vừa được học, đó là thành phần phụ chú,
là thành phần bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Như vậy, ta đã được học bốn thành phần biệt lập. Đó là thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi nhau và thành phần phụ chú. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Chào tạm biệt các em.